quyền lực của Tô Chủ tịch và Bộ Công an đã suy giảm đáng kể, sự thật hay tin đồn đầy. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến nay đã hơn 4 ngày, nhà báo Huy Đức bị công an khám xét nơi ở và câu lưu. Không ai biết ông Huy Đức đang ở đâu, vì sao truyền thông nhà nước tuyệt nhiên không đưa tin. Nhiều ý kiến cho rằng những chỉ dấu trên cho thấy ông Huy Đức chỉ bị tạm giữ và sẽ được trả lại tự do sau 9 ngày câu lưu. Điều này cho thấy các thế lực chính trị trong đảng đang thảo luận việc xử lý nhà báo Huy Đức với hành vi xúc phạm lãnh đạo cấp cao. Bối cảnh hiện nay là cuộc chiến cung đình đang diễn ra rất dữ dội giữa các phe của ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước, cựu bộ trưởng Bộ Công an với phần còn lại của Bộ Chính trị do Tổng Trọng dẫn dắt. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, cuộc chiến thượng tầng tưởng chừng đã chậm lại với sự thất thế của phe chủ tịch nước Tô Lâm khi ông bị đá lên chức chủ tịch nước ra khỏi Bộ Công an. Sau khi ông Tô Lâm bị ép buộc phải nhận ghế chủ tịch này, lập tức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ định Thượng tướng Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tạm quyền chỉ đạo Bộ Công an. Đây là một biện pháp cần thiết để chính thức chấm dứt quyền Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Trước đó, bộ ba quyền lực nhất của Bộ Công an là Tô Lâm, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Lập tức đã bị Tổng Trọng và các cấp có thẩm quyền sử dụng nước cờ, nhân sự để phân tán bộ ba này. Điều đó rõ ràng cho thấy sức mạnh của thế lực Hưng Yên vốn dĩ đang bao trùm, không chỉ riêng ở Bộ Công an mà còn ở rất nhiều cơ quan quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước dường như đang bị làm cho suy yếu đi. Vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị bàn giao công tác đối với Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, ông Nguyễn Duy Ngọc bàn giao lại công tác cho Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Được biết, Trung tướng Nguyễn Văn Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an kể từ tháng 1 năm 2022. Theo giới thạo tin, Tướng Long có mối quan hệ thân thiết với ông Tô Lâm trong những năm chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1967. Gia đình ông Tô Lâm sơ tán đến Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và được gia đình của Tướng Long giúp đỡ, coi như người nhà. Trên mạng xã hội, trong những ngày gần đây đã chia sẻ thông tin cho hay Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra với ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, ông Yên đã bị mời về trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra vào ngày 2 tháng 6 và bị câu lưu đến nay. Vụ việc này có liên quan đến mối quan hệ với doanh nghiệp sân sau, đồng thời là bồ nhí của ông Nguyễn Văn Yên. Theo đó, cũng có tin đồn Nguyễn Văn Yên cặp bồ với bà Lê Y Linh sống trong một biệt thự 400m² có giá 50 tỷ đồng ở khu biệt thự liền kề khu ca Chibusa ở Tây Hồ. Nhưng nơi hẹn hò cặp đôi Yên Linh thì căn hộ cao cấp giá 8 tỷ đồng tại chung cư Westlake, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Gần đây vào ngày 24 tháng 5, cơ quan điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố bị can tạm giam và thực hiện lệnh khám xét với 9 người, trong đó có bà Lê Y Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tín. Vụ bắt giữ này điều tra về cáo buộc liên quan trong vụ án làm các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Yên, quê Mê Linh, Hà Nội, được bổ nhiệm chức Phó Ban Nội chính Trung ương từ tháng 1 năm 2022. Ông từng bị mạng xã hội phát hiện sử dụng chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe Wood trị giá lên tới 270.000 đô la Mỹ. Giới quan sát cho rằng ông Yên có hàm tương đương thứ trưởng, có khả năng cao sẽ bị bắt trong những ngày tới đây. Điều đó làm dấy lên những tin đồn đoán hai phe to đang đánh nhau để tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Đó là phe Bộ Công an của Chủ tịch nước Tô Lâm và phe nghệ tĩnh của ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Trước hội nghị Trung ương lần thứ 9, chỉ trong thời gian vài tháng, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm đã tấn công và hạ bệ 3 trên tổng số 5 nhân vật cấp cao nhất của Đảng. Nhưng đến nay, Bộ Công an quay lại điều tra lãnh đạo cấp thứ trưởng, còn là điều cho thấy quyền lực của Bộ Công an hiện nay dường như đã suy giảm đáng kể khi bắt đầu chọn mục tiêu thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chờ xem.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de với bản tin quyền lực của Tô Chủ tịch và Bộ Công an có suy giảm hay không, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Hoa. Tổng Trọng dùng con bài Nguyễn Duy Ngọc trá hàng để đánh úp Tô Chủ tịch ra sao? Cuộc chiến cung đình giữa các thế lực chính trị trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều dấu hiệu cho thấy đã chậm lại. Quyền lực của Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Bộ Công an đang bị phong tỏa chặt chẽ. Tổng Trọng nhờ ý chí thống nhất của số đông lãnh đạo cấp cao và dựa vào sự hỗ trợ của các tướng lĩnh quân đội đã nhanh chóng đảo ngược tình thế trước sự lạm quyền có chủ đích nhằm giành quyền lực lãnh đạo cấp cao nhất của ông Tô Lâm về phe cánh của mình. Theo giới quan sát, không thể không nhắc tới sự tham mưu thường xuyên của ban lãnh đạo Bắc Kinh với các cố vấn Trung Quốc tại Hà Nội đã chỉ ra những khiếm khuyết của Tổng Trọng và các ban bệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc chống tham nhũng. Theo đó, để chống lạm quyền, phải để các cơ quan như Bộ Công an hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính có khả năng giám sát chéo lẫn nhau, và quan trọng nhất là không phụ thuộc vào riêng một cơ quan nào. Phía Trung Quốc dường như đã yêu cầu Việt Nam sửa đổi nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng theo cơ chế lãnh đạo hạt nhân mà ông Tập Cận Bình đã thành công trong việc kiểm soát quyền lực ở nước này. Vì thế, vị thế và vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an trong Ban Chỉ đạo chống tham nhũng chỉ là 1/8 thành viên và vì thế không có khả năng chi phối trong vấn đề chống tham nhũng. Đây là bước chuyển biến vượt bậc, có thể khẳng định Tô Chủ tịch và phe cánh Bộ Công an hiện nay không khác gì cá nằm trên thớt trước khi game quyền lực sẽ kết thúc. Đây là điều đương nhiên và sẽ mang tính khá cao, không bao giờ có thể đảo ngược trước sự can thiệp của Trung Nam Hải với chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì quyền lợi của Trung Quốc gắn liền với Việt Nam, nên họ tìm mọi cách để kéo Việt Nam về phía mình. Vào năm 2015, cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng với sự chống lưng của Văn Kiệt, Lê Đức Anh, cộng với sự ủng hộ của gần 80 ủy viên Trung Đảng, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước Tổng Trọng với sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Sau khi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhân vật đánh giá là quyền lực nhất qua đời, thì Hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đã kéo Việt Nam quay lại thời kỳ Bắc thuộc mới, như lời của cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch. Những điều việc kể trên khẳng định gần như có phần chắc trong cuộc đấu quyền lực hiện nay giữa Tổng Trọng cùng với các cấp có thẩm quyền về một bên, và một bên khác là phe cánh Tô Lâm, là phe nắm phần có khả năng sẽ thất bại vì ông bị đẩy lên ghế Chủ tịch nước. Việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, người đồng hương với Bộ trưởng Tô Lâm, và được nâng đỡ rất nhiều để thăng tiến nhanh chóng. Cụ thể, sau đại hội lần thứ 12, khi ông Tô Lâm trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, thì Nguyễn Duy Ngọc từ Công an Hà Nội về Bộ Công an vào năm 2017, khi đó Ngọc chỉ là đại tá. Vậy mà chỉ vẹn vẹn có 6 năm, từ năm 2017 đến tháng 12 năm 2023, Nguyễn Duy Ngọc leo lên đến Thượng tướng và vượt tiêu chuẩn thời gian theo quy định phải là 12 năm. Theo giới phân tích, có lẽ tướng Ngọc là người hiểu ngay hết về thời và thế của cuộc chiến hiện nay, cũng như tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Do vậy, việc tướng Ngọc được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Lê Minh Hưng, nhân vật rất thân cận với Tổng Trọng, là một điều không bình thường. Một nguồn tin từ Hà Nội tiết lộ cho Thời báo.de cho biết Nguyễn Duy Ngọc là người thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải với Tô Lâm như nhiều người nhầm tưởng, mặc dù cùng là đồng hương Hưng Yên. Một hãng tin quốc tế thì cho rằng với sự bổ nhiệm này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã phải ra khỏi Bộ trưởng Công an, đồng thời cũng bị thôi chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc tướng Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là một cơ hội để ông có thể thăng tiến và dọn đường cho ông vào Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư ở khóa 14. Đây là bằng chứng cho thấy một tay chân nữa của Tô Lâm đã bị phe ông Trọng chặt đứt và rõ ràng đã có những thỏa thuận để lôi kéo với mục đích ông Trọng và giới chức có thẩm quyền sẽ sử dụng ông Ngọc làm chìa khóa để giải các mã bí mật của Tô Lâm trong việc lập hồ sơ luận tội ông này. Đây là một nước cờ cao tay dùng người của Tô Lâm để trị Tô Lâm. Những phân tích vừa kể trên hoàn toàn phù hợp với những tin tức từ Ba Đình,
mới đây cũng tiết lộ tiếp cho Thời báo chấm đê như sau. Chủ tịch nước Tô Lâm bị hỏng danh tiếng vì đội ngũ cấp cao của đảng coi Tô Lâm là hung thần. Do đó, Tô Lâm khó lên được chức tổng bí thư và từ giờ tới đại hội lần thứ 14 sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ. Tô Lâm cũng chưa phải đã an toàn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Tổng Trọng dùng quân bài Nguyễn Duy Ngọc trá hàng để đánh úp Tô Chủ tịch ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.